nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024 được đánh giá là thời điểm vô cùng hứa hẹn cho game thủ Di động, với những tựa game mới sẽ mang đến cho giới game thủ là những trải nghiệm đỉnh cao với hàng loạt tựa game đã được mong chờ từ rất lâu. Và trong tuần này chúng ta tiếp tục lại có thêm sự góp mặt là những đầu game mobile vô cùng chất lượng, nổi bật với đồ họa đỉnh cao áp dụng công nghệ làm game tiên tiến, thậm chí là công cụ Unreal Engine 5 thuộc hàng hiện đại nhất bây giờ cũng đã từng bước xuất hiện trên nền tảng di động, và cũng không quên đi kèm là một kịp play chất lượng lôi cuốn và hấp dẫn, tiếp tục phát triển theo những trường phái đã ăn khách hiện nay. Và trong số những con game mới trong video này, bạn sẽ được trải nghiệm chủ yếu là dòng game nhập vai hành động cho đến game thế giới mở với nội dung vô cùng đa dạng, đã được tinh chỉnh làm sao phù hợp với xu thế chơi game hiện đại như là bây giờ. Và không dòng dài là mất nhiều thời gian của bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá là những tựa game mobile miễn phí toàn thương hiệu nổi tiếng mới góp mặt gần đây nhé. Sau khi ra mắt tại thị trường Đài Loan vào tháng 9 năm 2023, thì bất ngờ tuần vừa qua Sky Fortress Odyssey đã chính thức khởi chạy phiên bản quốc tế cho game thủ toàn cầu. Game gây ấn tượng như nền đồ họa anime đẹp mắt, kết hợp với chủ đề steampunk mới lạ hiếm thấy, khơi gợi lại những hồi ức tuổi thơ với tựa game Contra, là bởi game thủ sẽ điều khiển nhân vật của mình chạy liên tục, tấn công hoặc né tránh kẻ thù xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Kèm theo đó, mỗi nhân vật trong đội sẽ có nhiều kỹ năng khác nhau, từ bóp khiên tăng sát thương gây choáng diện rộng. Đó là chưa kể chế độ co-op vô cùng hấp dẫn, cho bạn chạy và xả combo thả ga cùng với hội anh em của mình. Và nhìn chung với kiểu gameplay của Sky Fortress Odyssey sẽ mang đậm tính hành động và yêu cầu kỹ năng khá cao, còn mang đến những pha không chiến tuyệt đẹp khi bạn được tự tay điều khiển tàu bay của mình, tự do tùy chỉnh và nâng cấp phi thuyền nhân vật kỹ năng. Cũng sẽ có chế độ raid boss hấp dẫn, cho phép nhiều người cùng nhau chiến đấu chống lại boss to lớn. Tarisland là game hành động nhập vai mới của ông lớn Tencent, hiện đang tiến hành thử nghiệm phiên bản toàn cầu. Game là một nước đi mới của hãng trong việc tiếp cận với những tựa game đa nền tảng, đồng thời cũng được kỳ vọng sẽ mở ra một thương hiệu mới chất lượng cho công ty. Mà cụ thể, game lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, có cho mình bản đồ vô cùng rộng lớn lên tới 12 triệu km vuông và được làm hoàn toàn bằng công nghệ Unreal Engine. Gameplay của nó tập trung vào việc gia tăng sức mạnh cho nhân vật, đã bổ sung những cải tiến thú vị như cho phép người chơi tự do hơn trong việc phát triển sức mạnh. Mỗi chủng tộc sẽ có 2 nhánh phát triển, với hơn 40 tùy chọn chế tạo trang bị và trao đổi với người chơi khác. Và điểm nhấn chính mà đội ngũ làm game muốn gửi gắm tới người chơi là trải nghiệm PP vô cùng phong phú, trải dài từ đấu trường solo cho đến tổ đội 4 người 10 người chinh phục nhiệm vụ. Và còn lại đây là game nói không với pay to win, khi tạo nên một hệ sinh thái chơi game chất lượng cao, không hề bán bất kỳ vật phẩm tăng thuộc tính nào. King Arthur: Legends Rise là tựa game thẻ tưởng với đồ họa khủng bố, đã chính thức mở cửa đăng ký trước, đi kèm một bản thử nghiệm mới được tung ra trong tuần vừa qua, và đang từng bước chinh phục cộng đồng game thủ với đồ họa 3D tinh tế với những trải nghiệm nhập vai sống động hấp dẫn. Trong game bạn sẽ viết nên câu chuyện sử thi đầy vĩ đại, phải đối đầu vô vàn kẻ thù và du hành qua nhiều vùng đất tìm cho được thanh kiếm huyền thoại. Và trong công cuộc hành trình của mình, bạn còn có thể gặp gỡ và chiêu mộ thêm rất nhiều chiến binh mạnh mẽ. Mỗi nhân vật sẽ có đặc điểm riêng và khả năng độc đáo, tạo ra sự đa dạng trong chiến thuật phong cách chơi. Có thể gặp gỡ rất nhiều nhân vật lịch sử và huyền thoại, họ sẽ cung cấp thêm cho bạn nhiệm vụ quan trọng hay là lời khuyên để giúp bạn trở thành người hùng vĩ đại. Và khi càng tiến sâu vào game, sẽ đụng độ những tên trùm sử thi kẻ thù mạnh mẽ, đánh bại chúng đòi hỏi cả chiến thuật lẫn kỹ năng. Vậy nên đội hình toàn tướng xịn sẽ là chưa đủ, mà sẽ còn cần thêm một cái đầu thông thái để vạch ra chiến lược. Fallensen là game nhập vai chặt chém chủ đề khoa học viễn tưởng, sẽ dẫn dắt chúng ta bước vào một cuộc chiến sinh tử nhằm bảo vệ trái đất khỏi ngày tận thế. Lối chơi trong game sẽ đòi hỏi kỹ năng ở mức độ nhất định, khi mà game thủ phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa thao tác di chuyển, kết hợp tấn công và sử dụng kỹ năng sao cho hợp lý, có thể tạo ra vô số combo đẹp mắt, càng quét kẻ thù và tối đa hóa lượng sát thương gây ra. Đã vậy, bản đồ trong game cũng rất rộng lớn, mỗi vùng đất sẽ ẩn chứa những loài sinh vật nguy hiểm khác nhau. Đặc biệt, boss ở đây sẽ là một bài kiểm tra thử thách rất lớn, mà nếu không tập trung tấn công né tránh thì rất dễ đưa bản thân vào trạng thái nguy hiểm. Đã vậy, game còn mang tới tính năng bồi dưỡng rất chuyên sâu, cho phép chúng ta tăng lực chiến theo nhiều phương thức, đồng thời cũng được trang bị vô số vũ khí khác nhau, khi mà mỗi loại sẽ mang tới một bộ kỹ năng riêng. Vũ khí cũng có thể nâng cấp để gia tăng hiệu quả tấn công và kích hoạt thêm rất nhiều hiệu ứng phụ đi kèm. Tựa game này được xây dựng trong một thế giới khoa học viễn tưởng ấn tượng. Định hướng sẽ là game nhập vai thẻ bài nhàn rỗi. Người chơi sẽ đóng vai trò là chỉ huy, tập hợp những người anh hùng và người máy lại với nhau nhằm tổ chức một cuộc phản công chống lại sự kiểm soát của AI. Vậy nên nó sẽ mang tới là một kiểu chơi chiến thuật độc đáo, kết hợp cả yếu tố nhập vai xây dựng nhân vật và yếu tố thẻ bài. Cho nên chúng ta sẽ cần đưa ra lựa chọn sao cho cẩn thận, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng chiến thuật ưu việt nhằm đáp ứng cho từng nhiệm vụ khác nhau. Bên cạnh đó còn phải hợp tác chặt chẽ với những cô nàng Nova, có thể mở khóa trang phục và điệu nhảy, thoải mái tạo nên nhiều diện mạo cá tính. Nova sẽ luôn tương tác bên bạn và giúp đỡ game thủ rất nhiều trong hành trình cứu lấy nhân loại. Vậy nên đây không những là một game với cốt truyện phong phú, mà nó còn được chăm chút tỉ mỉ bằng công nghệ đồ họa Unreal Engine 5, sẽ mang đến là những khung cảnh tương lai hoành tráng, là một cái tên rất đáng để mong chờ trong thời gian sắp tới. Fun Party là game theo dạng đấu trường sinh tồn của Tencent, tương tự Epic Party đình đám của NetEase. Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua đã bất ngờ cho ra mắt bản thử nghiệm toàn cầu, với khu vực đầu tiên được chọn là Canada. Game được đánh giá cao khi tạo ra sự kết nối cộng đồng rất tốt, tạo nên một sân chơi cho những người đam mê game Battle Royale, cùng nhau vượt qua thử thách từ khắp nơi trên thế giới. Sản phẩm của Tencent sở hữu rất nhiều hoạt động và bản đồ mới. Mỗi màn chơi sẽ được xây dựng với độ khó tăng dần, không chỉ đơn giản là vượt qua chướng ngại vật nữa, mà còn là mini game bắn súng đấm nhau hay là cùng tiêu diệt zombie, còn cung cấp thêm nhiều nhân vật độc đáo. Từ đó mà người chơi có thể tạo ra nhân vật yêu thích của mình. Và tính cho đến thời điểm hiện tại, hãng phát triển đã công bố 5 bản đồ trong game, cùng với 4 tính năng độc đáo đi kèm tạo hình của 6 nhân vật, mà mỗi người lại có một vai trò khác nhau trong game. Và tất nhiên sẽ còn được update thêm trong những bản cập nhật sau này. Điều đó sẽ làm cho sản phẩm có sức hút riêng, cũng như đa dạng hơn nữa đối tượng game thủ khi tham gia. Đây là bản di động của loạt game nhập vai hành động đình đám Rick O'Train, mang đến lối chơi hết sức hấp dẫn, kết hợp giữa chất roleplay bắn súng gay cấn, làm nên một trải nghiệm không thể bỏ qua cho tín đồ ARPG. Vậy nên nhiệm vụ trong game sẽ được thiết kế với độ khó tăng dần. Bạn sẽ được trải qua nhiều vùng đất khác nhau, với mỗi nơi là một chiến thuật đi săn mới. Còn cơ chế bắn súng trong game lại không quá phức tạp, khi người chơi chỉ cần tập trung di chuyển sử dụng kỹ năng hiệu quả, và trong quá trình vượt ải sẽ có thêm hòm tiếp tế, phải dồn tiền mua chúng và lựa chọn kỹ càng, sẽ cung cấp thêm cho nhân vật rất nhiều khả năng mới. Đặc biệt với việc đội hình sẽ có 3 người, nên bạn có thể tự do luân phiên thay đổi nhân vật, làm sao đạt hiệu quả chiến đấu cao nhất. Còn tính năng phát triển nhân vật của game cũng là một điểm cộng, không chỉ bao gồm công năng nâng cấp thông thường, mà game sẽ còn có thêm hệ thống năng lực thiên phú đặc biệt, sẽ được phân bổ dành riêng cho từng tướng, từ đó sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng độc đáo cho bộ kỹ năng. Bên cạnh thông tin Need for Speed Mobile sẽ tiếp tục khởi động Global Beta vào tháng 12 cho bản game Global, thì hiện tại máy chủ Trung Quốc đã mở cửa thử nghiệm sớm hơn. Bạn chỉ cần tài khoản QQ hay là WeChat là có thể tham gia. Và khác với những game đua xe thường thấy, Need for Speed Mobile mở ra bối cảnh thế giới mở rộng lớn, cho bạn tung hoành cho bản đồ lên tới 100 km vuông. Đường đua vì thế cũng sẽ dài và rộng hơn, đồng nghĩa với những khó khăn mà game thủ phải đối mặt cũng sẽ nhiều hơn, với những cạm bẫy dày đặc và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và trong bản thử nghiệm tiếng Trung lần này, người chơi sẽ có cơ hội thử sức với hơn 30 mẫu xe đua cao cấp, có thể tự do can thiệp thay đổi hiệu suất trên từng chiếc xe, cung cấp nhiều tùy chỉnh thú vị, từ việc thay đổi phụ tùng cho đến trang trí và thay đổi màu sơn, đi kèm với hệ thống nhiệm vụ cơ bản đường đua thế giới mở. Đã vậy cũng còn có rất nhiều chế độ chơi đua xe khác nhau, từ những màn chơi đơn giản cho đến so tài khắc nghiệt trong chế độ xếp hạng. Và lưu ý vì đây là game thế giới mở có nền đồ họa cao, nên bạn sẽ cần cân nhắc điều chỉnh cấu hình hợp lý với thiết bị đang sử dụng. Run. Sau thời gian dài để người hâm mộ phải chờ đợi, thì cuối cùng Dynasty Warriors Mobile chính chủ của Nexon và Koei Tecmo đã chính thức khởi chạy phiên bản Global trong tuần vừa qua, và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của nó khi được tạo ra bởi hai ông lớn trong ngành làm game. Mà cụ thể sản phẩm có nội dung và bối cảnh ở cuối triều đại Đông Hán, bổ sung một loạt tính năng phù hợp cho nền tảng di động như là xây dựng vương quốc du hành thế giới mở, cho đến những màn chặt chém công thành với số lượng quân lính khổng lồ. Và vì được đầu tư kỳ lưỡng bởi Nexon, nên thay vì là những màn chơi nhỏ hẹp, thì giờ đây chúng ta lại được trải nghiệm trên một bản đồ thế giới mở rộng lớn bối cảnh Tam Quốc, cùng với những trận đánh không khác gì game PC console. Nhiệm vụ vẫn sẽ là chiếm mộ danh tướng về dưới trướng, tìm kiếm những mảnh tướng quan trọng, lắp ghép vào team 3 người sao cho hợp lý, rồi cùng họ song pha trận mạc chiến đấu vì lý tưởng danh dự quốc gia. Sẽ có hơn 50 nhân vật đến từ 5 phe phái khác nhau, và 13 bản đồ đại diện cho 13 sự kiện nổi tiếng trong Tam Quốc. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.